Để đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông vận tải trong tương lai với nhiều loại hình giao thông mới, ngành giao thông vận tải thành phố đã và đang phát triển hệ thống giao thông thông minh. Đến nay, hệ thống đèn giao thông của thành phố đã tăng lên 181 nút, trong đó có 62 nút kết nối về trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng. Thành phố đang lắp hệ thống quan trắc kết cấu, nhiệt độ, gió để phục vụ quản lý, bảo trì và cảnh báo tàu thuyền du lịch tại hai cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý giai đoạn 2. Trước đó, thành phố đã triển khai cho 3 cầu Thuận Phước, Trần Thị Lý, cầu vượt Ngã Ba Huế. Bên cạnh đó, thành phố đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 177 camera giám sát xử lý vi phạm, 16 thiết bị đo tốc độ lắp đặt camera giám sát 151 xe buýt của 12 tuyến trợ giá, 26 camera tàu du lịch sông Hàn hệ thống camera quan sát giám sát đang được định hướng phát triển đếm xe đếm người bằng trí tuệ nhân tạo ai